Xin chào các bạn, rất vui gặp lại các bạn trong video tiếp theo của PC Gaming. Xin giới thiệu các bạn, em tên gì nhỉ? Em tên là Long. Hôm nay sang em gì đây? Nhờ anh kết hộ em con 3070 Ti lúc trích. Đây à? Dạ vâng, em mua trên Shopee. Mua Shopee à? Con này mua bao tiền đây? Con này mua sale được có 8 triệu 2 thôi. 8 củ 2 con này 3070 Ti lô OG. Nhưng mà nó làm sao mà phải test? Em cắm vào combo của em thì nó không lên nguồn. Ở đâu nhầm, nó không lên vào được win, nó bút win nó cứ treo ở chỗ VGA. Bút win treo VGA tức là có hình không? Có xuất hình không? Nó không xuất hình. Nó cứ ở treo ở VGA máy không. À không tức lên. Là nó báo trên đèn main ở chỗ VGA nó không qua được cái gì. Đó, không chứ không phải là nó lên được hình rồi cái gì. Đó vâng. À yeah. Nó không vào được. Con này đây hả? Đó vâng. Ấy mở xem nào. Mua nguyên được cả cái hồ nguyên hộp như này luôn đấy hả? Dạ vâng, bên chợ hộ người ta gửi luôn. À tức là mình mua cũ nhưng mà là full book. Đúng không? Rồi xem nào, xem nào. Cũ nhưng mà full book. Ui à, full đồ à. Ấy trông có vẻ hoành tráng phết. Có cả cái này là bớt mất cái thước rồi. Nó còn cái thước rồi nhưng mà thôi. Đồ cũ đòi hỏi gì cái này thôi. Chủ yếu là con Vega đúng không? Ủa chèn kỹ đấy. Em đang gửi lại. Nút vào đây là ok rồi, cần gì phải chèn kỹ đấy. Cần gì phải chèn kỹ đấy. À đây các bạn nha. Em Vega chúng ta đây. Ui, bọc kỹ thế. Rất to và lạc. ROG. Ui ăn 3070 Ti nhưng mà chơi cho 3 nguồn 8 pin các bạn ạ. Ui, con này còn nguyên cả ni lông ở chỗ siêu rồi. Hoành tráng phết đấy nhỉ. Trông thì cũng hình thức trông được ấy. Hơi sức sức tí thôi. Nhưng mà nhìn cũng ngon. Mà sao đâu, mà sao đâu. Ốc thì có vẻ như là hơi tòe một tí thôi. Có một số chỗ bị tòe này các bạn này. Đấy, cái này không biết là có tháo ra vệ sinh hay không. Nhưng mà thấy có một số chỗ hơi tòe này. Đây. Đấy, mà nó phải tòe này. Qua trên này cũng thế rồi các bạn này. Đây. Đấy các bạn nhìn nhá. Hơi tòe một tí, khả năng là tháo ra vệ sinh rồi các bạn ạ. Đây con này là 3070 Ti ROG. Tản tiếp thì mình nhìn thấy ở đây thì nó còn rất là đẹp luôn các bạn nhé. Nhưng mà ốc tòe như này thì khả năng là tháo ra vệ sinh rồi nên là nó đẹp như này thì cũng bình thường. Ốc siêu của bên Asus thì không thấy này, nhưng mà thấy ở đây có một vết cái này giống như kiểu tem bóc ra nó còn dính lại các bạn. Đấy. Đấy. Cái này nó giống như kiểu tem bóc ra còn dính lại này. Đấy các bạn nhìn chưa? Chỗ này thì cái ốc của cái phần bắt tảng này ở chỗ gần con GPU này nó cũng hơi tòe một tí các bạn. Cũng hơi tòe một tí. Mình zoom cho các bạn nhìn này. Đấy nó cũng hơi tòe một tí. Thì khả năng là người ta tháo ra vệ sinh rồi. Nói chung hàng cũ thì tháo ra vệ sinh nó cũng bình thường, tra keo cho mát thì cũng bình thường thôi. Về phần hình thức thì nói chung là được đấy các bạn ạ. Đẹp. Nhưng mà cắm vào trên main là nó cứ báo ở cái đèn Vega trên main hả? Nó không vào được cả Win, nó không bút được vào BIOS nữa. Tức là nó không chạy qua cái đèn báo Vega gì. Nó chỉ báo là CU này xong rồi RAM này xong đến xong nó đứng ở đèn Vega gì. Đúng không? Không lên gì cả. Đấy, thường nếu mà nó báo ở đấy thì thường là nó sẽ không nhận cả. Nhưng mà con này đẹp như này sao không nhận này? Nguồn nhà em dùng là nguồn bao nhiêu watt? Superflow 850W. 850W thì thừa mà sao lại không lên nhỉ? Nhưng mà thôi. Tại các bạn bây giờ mình cứ cắm vào mình test thử xem nó lỗi thực tế như nào các bạn nhá. Ok các bạn nha, mình đã cắm cái con Vega của bạn ra đây này. Và mình cắm vào cái main có cái đèn test. Có cái đèn test main chúng ta đây này. Để chúng ta nhìn rõ xem mà nó báo vấn đề ở đâu các bạn nhé. Để mình xoay lại cái quạt đã. Nó che mất cái đèn nhìn không rõ. 2, 3 LED đẹp, thôi rồi các bạn ạ. Con ROG này có cái LED đây, nhất sáng. Chúng ta sẽ xem LED trên này nào. Đang báo ở Vega kìa các bạn nhỉ. Đang dừng ở Vega này. Đèn số 3 tức là Vega các bạn nhé. Sáng trưng luôn kìa. Không thấy nhảy qua luôn. Cái này phải có một cái main nữa. Hai khe này, cắm khe dưới. Để test thử bởi vì nhiều trường hợp là
cắm cái khe trên, khe PCI gần CU nó không nhận, nhưng mà cắm xuống dưới thì nó lại nhận. Đấy. Bên này nhà em là bên gì? Em là top B760 Plus. Bên đấy cũng có hai khe mà. Dạ vâng, nhưng mà khe dưới nó sát. Nó sát quá hả? Nó phải cũng mua thêm cái dựng VGA thì chắc em cắm ở dưới. À. Không nhận được các bạn nhé. À, 8 củ 2 à? Dạ vâng. 8 củ 2 thì giá cũng bình thường. Nhưng mà được dòng ROG. Chân cảng đẹp. Chân rất đẹp các bạn nhé. Này. Chân VGA rất mở sáng. Chân này thì không phải là vấn đề gì rồi. Để mình kiếm một cái men khác có cái khe PCI dưới mình cắm thử phát lửa xem như thế nào nhé. Cái này thì nó vẫn còn thời gian bảo kê của Shopee không? Đó, còn không? Còn tuần. Còn một tuần nữa bảo kê của Shopee nên là thôi chúng ta không nên động vào. Để còn đổi trả các thứ. Các bạn chờ một lát nha, mình sẽ kiếm một cái men khác. Ok các bạn nha, mình đã đổi con Vega của bạn này sang cái men khác của mình này. Cắm xuống khe PCI thứ hai, khe 1 để bỏ. Đấy, chúng ta sẽ bật thử để xem mà nó có cái trường hợp là nó nhận khe 2 mà không nhận khe 1 không các bạn nhé. Chạy rồi các bạn này, để chúng ta sẽ xem đèn test này. Đèn test đã nhảy qua RAM rồi. Sang Vega rồi các bạn nhé. Sang đèn bên kia là sang Vega kìa. Liệu có qua được không? Hay vẫn đứng yên? Không ăn thua các bạn. Vẫn đứng yên ở Vega kìa. Như này là nó không nhận Vega các bạn nhé. Nên là như vậy là ông này có vấn đề rồi. Mặc dù quay rất tít luôn. Đấy. Đẹp nữa chứ. Hình thức con này đẹp đấy chứ. Đấy. Nhưng mà mình chắc chắn là con này đã tháo rồi vì ốc nó tòe hết rồi. Còn tháo ra làm gì thì mình không rõ. Có thể là vệ sinh hoặc là làm gì đấy. Thì có thể nó bị sau đó trong quá trình vệ sinh. Đây không nhận tí nào luôn các bạn ạ. Cái này thì mình không can thiệp gì được cả. Bởi vì vẫn còn thời gian bảo kê của Shopee. Chưa kể là thời gian bảo hành của shop nữa. Nên là chắc là vẫn còn đúng không? Được. 8 củ 2 hả? Được. Với trường hợp này thì chúng ta lại bách về thôi. Và để chắc ăn nhất thì mình sẽ phải thay một con Vega khác vào cái main này. Xem nó như nào nhé. Không thì nhiều khi là tại main không nhận thì sao. Ok các bạn nha, mình đã thay con Vega khác này, trên cái main này. Để chúng ta sẽ test lại cho nó chuẩn chỉ là không phải tại main hay là tại cạc nhé. 2, 3. Chạy rồi này các bạn này. Đèn test này. Nhảy sang RAM này. Tắt RAM rồi. Sang Vega này. Liệu có qua Vega không hay là cũng dừng lại. Qua rồi các bạn nhé. Đèn xanh rồi này, sáng và đã lên. Đó, như vậy là chuẩn là chúng ta bị tèo mất con Vega này các bạn nhé. Không mang bảo hành thôi. Nói chung là mua đồ điện tử thì cái việc mà lỗi lầm này là chuyện bình thường. Miễn là shop có trách nhiệm và thời hạn bảo kê của Shopee vẫn còn. Quan trọng nhất là thời hạn bảo kê của Shopee vẫn còn đúng không? Đấy, nên là nếu mà shop mà có không nào hàng thì cũng không ngại. Đến lúc mà qua cái thời hạn bảo kê của Shopee như này này. Nếu mà qua thời hạn bảo kê của Shopee mà gặp phải cái shop không uy tín thì mới sợ. Chứ còn khi mà còn cả bảo hành của shop về xong lại còn thời gian bảo kê của Shopee thì là quá ok. Anh em hoàn toàn có thể yên tâm trả được nha. Rồi, cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong các video clip sau. Xin chào, hẹn gặp lại.